Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chia sẻ về sức khỏe. Chúng ta vẫn biết thận là một bộ phận rất là quan trọng trong hệ tiết niệu, với hai quả thận nằm ở hai bên. Thận được biết với chức năng chính là lọc máu, tuy nhiên thận còn có rất nhiều những cái vai trò khác và cụ thể như là lọc máu và chất thải. Qua quá trình lọc ở thận thì sẽ giữ lại loại protein và các tế bào máu, các chất thải và cặn bã sẽ được tiết ra ngoài và đi vào dịch lọc theo đường tiết niệu xuống dưới rồi hình thành nước tiểu. Còn một cái vai trò thứ hai của thận cũng không kém phần quan trọng, đó chính là điều hòa thể tích máu. Đây là một chức năng quan trọng, thận sẽ kiểm soát khối lượng dịch ngoại bào có trong cơ thể bằng cách sản xuất nước tiểu. Khi mà bạn uống nhiều nước thì lượng nước tiểu sẽ tăng lên và ngược lại. Và nguồn gốc của việc mà nước tiểu bắt nguồn từ các đơn vị chức năng của thận, trải qua quá trình lọc máu và hấp thụ lại thì nước tiểu và các chất thải sẽ được đổ vào bể thận, xuống ống niệu quản rồi tích trữ trong bàng quang và cuối cùng là sẽ thải ra ngoài. Và ngoài ra thì chức năng của thận còn là trung hòa các chất hòa tan trong máu, độ pH của dịch ngoại bào. Thận cũng giúp điều hòa nồng độ ion có trong máu, tham gia vào quá trình chuyển hóa vitamin D, có vai trò hỗ trợ kiểm soát lượng ion canxi ở trong máu. Thế nhưng tuy nhiên vì rất nhiều những lý do khác nhau mà chức năng thận sẽ dễ bị suy giảm và điều này dễ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người và nặng nhất có thể dẫn tới bệnh thận mãn tính hay còn gọi là suy thận. Và theo như những thống kê thì tỷ lệ người mắc bệnh này ngày càng có xu hướng gia tăng, thậm chí là trẻ hóa. Và trước khi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này cũng như những căn bệnh về thận thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự ghi nhận của chúng tôi. Dù cảm nhận cơ thể hoàn toàn bình thường, nhưng trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ vào 10 năm trước, bệnh nhân này được chẩn đoán mắc thận mãn tính, tức suy thận mãn tính. Lúc này, bệnh đã ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, 6 năm nay, tình trạng nặng hơn, ông đã phải duy trì việc chạy thận lọc máu để níu giữ sự sống. Cái lúc ý thì nó chỉ có một cái điểm bất thường, đó là mình hay dậy đêm, đi tiểu đêm. Và cái đấy thì lúc đầu thì mình cũng không nghĩ ra về ngày cũng hay uống bia uống rượu, nghĩ là do bia rượu. Nhưng mà cuối cùng thì là đi khám thì phát hiện ra là suy thận. Khi mà đã chạy thận thì sức khỏe kém hơn hẳn so với mọi người rồi. Đó. Thế còn cuộc sống thì nó cũng thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như mình thì mình phải nghỉ làm, bây giờ chỉ có đến viện thôi, không đi làm nữa. Theo các chuyên gia, tỷ lệ người mắc bệnh thận mãn tính có xu hướng ngày càng tăng. Tại Việt Nam, chưa có số liệu thống kê chính thức, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có 8.000 ca bệnh mới. Chỉ tính riêng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 800.000 người, chiếm 0,1% dân số. Tôi chạy thận ở đây là được 21 năm. Tuổi tác của mình càng ngày càng cao là 1,2 nữa nè. Thế sức khỏe thì nó giảm sút thì bây giờ thì ăn uống thì nó kém. Đáng nói, người mắc bệnh thận mãn tính đang ngày càng trẻ hóa. Nếu trước đây, người mắc bệnh thường nằm trong nhóm từ 50 đến 60 tuổi, thì hiện nay, nhiều người dưới 50 tuổi cũng có thể mắc bệnh. 32 tuổi, lẽ ra đang ở giai đoạn sung sức nhất, thì bệnh nhân này được chẩn đoán mắc suy thận. Từ năm 2019 đến nay, diễn tiến bệnh nặng hơn, chuyển sang giai đoạn cuối. Hiện mỗi tuần 3 lần, anh phải tới bệnh viện lọc máu chạy thận, sức khỏe công việc bị ảnh hưởng nhiều. Thỉnh thoảng thì người run run rồi huyết áp cao thì hay đau đầu. Đấy thì nó triệu chứng như thế. Lúc ấy chỉ nghĩ là do công việc áp lực nên mình cũng không để ý lắm. Theo dõi một thời gian thì mới biết là các vấn đề đấy liên quan đến thận. Bệnh thận mãn tính hay suy thận mãn tính được hiểu là chức năng thận bị suy giảm hoặc ngừng hoạt động. Theo đó, thận không thể đào thải các chất độc và dịch thừa ra khỏi máu. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại nhiều biến chứng, đe dọa sức khỏe và tính mạng của con người. Quý vị khán giả thân mến, bệnh thận mãn là một căn bệnh nguy hiểm và có xu hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây. Các chuyên gia cho rằng là căn bệnh này có triệu chứng ban đầu rất khó nhận biết và diễn biến âm thầm. Vì vậy, khi bệnh nhân đi thăm khám thì thường bệnh đã trở nặng. Chính vì vậy, việc nhận biết những dấu hiệu sớm của căn bệnh này là rất quan trọng, giúp cho việc điều trị bệnh được thuận lợi hơn. Và đây cũng chính là nội dung chúng ta cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu với quý vị, bác sĩ Ngô Trung Dũng, hiện là trưởng khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Thận Hà Nội. Xin chào Lục Phương, xin chào khán giả. Thưa bác sĩ, có nhiều ý kiến cho rằng là bệnh thận mạn đang ngày càng có chiều hướng gia tăng. Điều này có đúng hay không ạ? Bệnh thận mạn tính thì trong những năm nay thì có cái tỷ lệ gia tăng. Tại cơ sở điều trị của chúng tôi hiện nay đang có 450 bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Thì mà mặc dù đã
đầy kín hết cả các vị trí máy và xếp sắp hết các ca, kín các 3 ca từ các bạn hoạt động từ 5 giờ sáng cho đến 21 giờ đêm hàng ngày rồi. Nhưng mà số lượng bệnh nhân mà vẫn muốn đăng ký để điều trị độc máu hiện tại vẫn đăng ký trực tiếp và chúng tôi đã chưa có thể khả năng sắp xếp được. Và chúng ta thì có cái nhiều yếu tố mà có thể tính toán tỷ lệ gia tăng được. Thứ nhất là cái việc đầu tiên là cái chăm sóc y tế của chúng ta ngày càng đang tốt hơn, cái cuộc sống của người dân sẽ khá hơn và cái tuổi thọ người dân cao lên. Thứ hai là các cái trình độ chuyên môn cũng như là cái trang thiết bị y tế được nhiều và hiện đại hơn. Chính vì vậy mà chúng ta phát hiện sớm được các tình trạng bệnh, nên chính vậy mà ta thấy tỷ lệ bệnh ngày càng tăng cao nhiều hơn. Vậy đối tượng như thế nào thì sẽ dễ mắc bệnh này thưa bác sĩ? Bệnh mà nó là chung của hiện nay như là bệnh tiểu đường, đấy, bệnh tăng huyết áp và các bệnh phổ biến khác ngày càng được phát hiện sớm hơn. Và một trong bệnh nhân tiểu đường thì là cái gây nguyên nhân mà chúng ta sẽ có để ảnh hưởng đến chức năng thận. Thứ hai là bệnh nhân tăng huyết áp, những bệnh nhân tăng huyết áp mà không kiểm soát được huyết áp thì cũng làm những nguyên nhân thận. Ngoài ra những nguyên nhân khác thì những bệnh nhân khác thì chúng ta cũng có thể là những bệnh nhân về cái tắc nghẽn đường tiết niệu hay là viêm đường tiết niệu và những bệnh như bệnh với bệnh phối hợp với cơ quan khác như các bệnh như lupus ban đỏ hệ thống và những bệnh nguyên nhân khác nữa thì chúng ta cũng một là những nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng bệnh cho bệnh thận hiện nay. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về những thói quen không tốt hàng ngày có thể là nguyên nhân gây ra bệnh thận mạn được không ạ? Thói quen của gây ra cái tình trạng mà để mà cái tình trạng bệnh thận hiện nay thì cái đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái việc mà người dân mặc dù đã được cái quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn rồi nhưng cái việc mà thực sự quan tâm và đi khám định kỳ ít có thể hàng năm một lần chúng ta vẫn chưa thực hiện thường xuyên. Chính vậy mà làm cái việc mà phát hiện cái bệnh thận nó ít đi, hút thuốc lá cũng có thể gây ra bệnh thận, nếu hút lá nhiều cũng gây ra cái sơ cái cọc hóa cầu thận. Cái thói quen của người dân hiện nay là việc sử dụng thuốc không theo cái chỉ định của không đi theo khám bác sĩ và tự dụng mua thuốc sử dụng. Ăn mặn thì đúng là có gây ra ảnh hưởng đến cái bệnh thận và ăn mặn gây ra cái tình trạng có thể gây ra những tình trạng thừa nước. Rồi thì quá tải muối, nhiều muối và gây ra tăng huyết áp và tăng áp nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng bệnh thận. Thực tế cho thấy thì nhiều người cảm thấy mệt mỏi hoặc là cũng không có biết được là mình bị bệnh trước nên khi đi khám rồi thì mới hóa ra là bệnh đã trở nặng hoặc là đến những giai đoạn sau. Vậy có những dấu hiệu nào để nhận biết được căn bệnh này sớm hay không thưa bác sĩ? Theo cái dự báo thống kê của Mỹ thì cái việc mà cái bệnh người dân trong mỗi năm chúng ta phát hiện khoảng 0,5% người dân mà có thể 0,5% người dân có thể phát hiện ra bệnh thận mạn tính. Và trong cái khối trong những người bệnh thận mạn tính đó thì cái tỷ lệ tăng mức độ suy thận thì khoảng 1,5% những người đó. Tuy nhiên thì những dấu hiệu của bệnh thận ấy thì nó không tương xứng với mức độ của bệnh thận. Đấy. Có những người bệnh thận rất nặng nhưng mà trên lâm sàng người ta hầu như sẽ chưa có triệu chứng gì cả, không phát hiện ra gì cả, chỉ có cảm giác hơi mệt mỏi. Nhưng có người bệnh cái mức độ cái suy thận nó mức độ chất độc của thận nó chưa cao, nó chưa cao nhưng mà người ta đã có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Chính vậy nó không có một cái tỷ lệ nhất định nào đó giữa cái các triệu chứng lâm sàng với cái trên xét nghiệm. Mặc dù vậy thì những cái biểu hiện rất sớm của bệnh thận có thể mình là giống ví dụ như là có rượu mình là phù. Đấy, phù bàn chân, phù mắt cá chân hay phù mặt. Đấy, cái hiệu thứ hai là bệnh tăng huyết áp. Cái hiệu đơn giản nhất là chúng ta sẽ gọi là đái máu vi thể. Tức là chỉ có xét nghiệm phát hiện ra và cho đến các giai đoạn mà rất muộn khi phát hiện ra muộn rồi thì là các bệnh nhân có thể có dấu hiệu buồn nôn, nôn, chán ăn hoặc là những cái dấu hiệu biến chứng khác của những cái gây ra bệnh thận giai đoạn cuối. Thưa bác sĩ, bệnh thận khi mà đến những cái giai đoạn cuối thì sẽ có nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe và cuộc sống của người bệnh? Bệnh thận mạn tính mà chúng ta mà phát hiện sớm, tuân thủ được cái chế độ trị và chế độ ăn theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta có thể kéo dài được cái tình trạng bệnh đó. Không phải là chúng ta chậm phải có những thay thế, ví dụ thay thế ở đây là lọc máu, lọc mụn hay là thay thế thận. Khi đến giai đoạn cuối thì gần như là đã ảnh hưởng đến thứ nhất là gần như mất cái sức khỏe và để tham gia lại trở lại công tác xã hội thì cũng rất là khó khăn khi mà chúng ta không có các cái biện pháp thay thế hỗ trợ để điều trị. Đấy, cái việc thứ hai là ảnh hưởng đến cái điều kiện kinh tế của gia đình. Vậy bệnh thận có tính di truyền hay không thưa bác sĩ? Bệnh thận bệnh tính thì một số bệnh sẽ có tính di truyền. Đối với những người mà có gia đình đã mắc bệnh thận hoặc là những người đã có gia đình có người suy thận thì nên kiểm tra về bệnh thận sớm hơn.
Để kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay, bác sĩ có thể chia sẻ chung về việc là có những cách nào để phòng ngừa bệnh suy thận hay không ạ? Nên đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, một ít nhất một năm một lần. Thứ hai là việc sử dụng thuốc, và cho sử dụng thuốc ấy, thì là nên đi khám bác sĩ khi có bệnh, nên đến khám bác sĩ và người ta chỉ để các bác sĩ cho tư vấn và sử dụng thuốc đúng liều và đúng chỉ định để hạn chế những cái nguy cơ mà đối với bệnh thận. Cái thứ ba là chế độ về không nên hút thuốc lá nhiều. Đấy. Thứ tư là cái chế độ ăn uống và tập thể dục hợp lý. Đấy. Thứ năm thì là chúng ta những bệnh nhân mà béo phì đấy, hoặc là tăng cảm cân thì nên có một cái chế độ giảm cân. Lúc nữa tiểu đường thì chúng ta phải kiểm soát đường huyết thật tốt. Đấy, thì để giảm cái nguy cơ cái tổn thương cầu thận do cái kiểm soát cái đường huyết. Hai là có những nguyên nhân mà tăng huyết áp hoặc là rối loạn chuyển hóa thì chúng ta sẽ kiểm soát được huyết áp, là sao đạt huyết áp mục tiêu. Đối với những bệnh nhân bệnh thận thì huyết áp mục tiêu hôm sau cố gắng duy trì dưới 130/80 mét thủy ngân. Đấy, còn với bệnh nhân do loạn bệnh chuyển hóa thì chúng ta nên là định kỳ và uống thuốc thường xuyên để giảm nguy cơ mắc bệnh thận. Xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi.